răng, điều chỉnh lại toàn hàm trên. Đúng rồi, cái phần iốt mình cũng phải bổ sung, không có thiếu được. Iốt thì B12 mình chú trọng nhất đó. Nhóm B mỗi nhóm C mình không sợ, bởi vì B là có nhiều ở trong Muối iốt. trong gạo lứt đó, còn C thì trong rau, trong trái cây. Vitamin á thì trong ngũ thực vật là có rồi, nhưng mà Đúng rồi, iốt phải bổ sung trong muối iốt. iốt với là cái B12 đó, đó. Cái đó phải Cái chú đó là ý. trong trong mầm, Mầm đậu trong mầm. trong đậu nành, sữa đậu nành, bột Nó đậu phải nành. những cái loại nảy mầm lên nó mới có Trong mầm, trong acid folic, rong biển, rong biển, đúng rong rồi, trong biển, rong trong biển. củ dền, rau dền, củ dền là nó có B12. Mình chú ý phải ăn củ dền, phải ăn rong biển, phải ăn mầm, hạt mầm. Thì nói chung là phải bổ sung những loại đậu. Còn tàu hũ thì hạn chế, không tốt. Tàu hũ không có. Tàu hũ gì, Mình tàu hũ bổ thì sung những loại rau tại vì tàu hũ củ đậu thì mình có cái sữa đậu đậu nành đó, thì trong đậu là nó có rồi. mà làm mình uống cần gì phải mua tàu hũ. Tàu hũ gì thì nó có thạch cao rồi, nó độc. Thì trong đậu là có rồi. Màu răng này là màu hai. Nói chung con người mình sống thuận theo tự nhiên là tốt nhất, cứ ăn rau củ quả ngũ cốc là tốt nhất. Đẹp và đều rồi, gần gần Đang đỡ đỉnh rồi, tương đối thở ra là gần đúng với lại nhiều khi phải chú ý chỗ này.